Bạn đam mê kinh doanh, khởi nghiệp. Bạn có ý tưởng. Bạn khát khao được đưa ý tưởng của mình tới các nhà đầu tư lớn, nhưng thấy mình chưa đủ kiến thức và sợ rằng ý tưởng ấy quá điên rồ. Không, câu hỏi là bạn có dám khẳng định chính mình? Trải qua 4 mùa, Teen Entrepreneur đã đạt những thành tựu khủng cho riêng mình. Và Teen Entrepreneur 2017 đã chính thức quay trở lại. Đó là sự trở lại của một quy mô mới, lan rộng khắp miền Bắc. Chưa dừng ở đó, bên trong cuộc thi là 4 buổi tập huấn chuyên sâu, kết hợp truyền cảm hứng, những buổi tập huấn kiến thức về xây dựng đề án kinh doanh, kế hoạch tài chính, chiến dịch truyền thông. Theo sau là vòng bán kết, thuyết phục nhà đầu tư. Vòng chung kết, elevator pitch, thuyết trình, tranh biện. Cộng thêm những chia sẻ câu chuyện khởi nghiệp, bật mí về cách vượt qua những khó khăn để khởi nghiệp thành công của khách mời nổi tiếng. Trên hết, Teen Entrepreneur 2017 là sự không giới hạn, giao lưu hỏi trực tiếp từ khách mời. Chuỗi coffee talk kéo dài trong vòng 2 tuần, cơ hội hiếm có tương tác trực tiếp với khách mời. Còn buổi trải nghiệm thực tế để thử thách và thú vị chờ đón nữa chứ. Tới những nhà kinh doanh trẻ, tài năng, sáng tạo, bản lĩnh. Câu hỏi cho bạn vẫn là: bạn có dám chạy theo đam mê? Bạn có dám tự tin nói rằng ý tưởng của bạn là số 1 trong hàng loạt số không? Vậy thì đáp án chính là Teen Entrepreneur 2017.